kia nó gạt thôi. Trời ơi. Ai đùa xanh không bật em bắn hai đi. Hồi nãy lái xe là em lái hay là ai lái? Em lái. Được, chỗ đằng hai, được. Trận đầu tiên trong ngày phát rank 1 luôn. Sướng mơ. Rồi cố đi, à, anh đang record rồi đó. Trời ơi, tôi chưa bao giờ được rank 1 bao giờ. Chơi với hôm mà chưa được. Eden hay chơi solo à? Hay là chơi square luôn? Có người chơi solo, không có người. À có người chơi square rồi, không có người solo. Ship nhảy mini tao. Nhất trí anh. Trước cái anh nghĩ thằng Novo đông lắm. Nhảy chỗ bến cảng này luôn anh này. Thôi bến cảng đông lắm. Ông bến cảng bên kia đi, bên kia cơ. Nhảy anh ơi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Thôi. Nhảy rồi. Thật phát, thằng quỷ này. Vậy là hướng 240W nha anh em. 240 ok. Kinh. Anh nhớ sang bến cảng xa xa ấy, xa xa, bến cảng xa xa ấy. À cái thành phố ở trên luôn hả? Thành phố ở trên á. Ờ rồi rồi rồi. Anh em thấy nhà logo mà thẳng hàng ba cái không? Đó lên đó. Anh nhận ra số 3 cái chỗ U luôn ý. Ba cái gala này có nhiều số chỉ lắm, thầy ăn đã. Thấy không? Ủa mày đi đâu vậy? Đấy em ra thì ba gala tôi đứng chạy xa. Gala tôi có súng mà. Ui trong container kìa một đống. Ui trời. Mình nhận được súng tiện xong mình lên mình em xuống nó bên này là ngắn được này, ngắn xuống nó bên này để... Ờ. Hy vọng thôi. Ừ, bên thành phố này không có ai hết á. Bên cảng. Bên cảng 4 5 thằng. Có xe hơi luôn. Ngon. Ôi, em có hàng nóng rồi, 14 16 luôn rồi. Nào ông nào đi lút không tôi đón à. Đón anh em mình chạy thẳng ở trong thành phố kia mình lút luôn. Đi 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 ship. Bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Lên xe anh em, lên xe. Anh em tôi thằng nóng rồi. Trời ơi, cái ping trên lời không? Lên xe thẳng vô ông kia luôn. Đi. Những e lần thôi, những e lần thôi. Đi em chạy bộ. Rồi, ok. Mày thích chạy bộ cho mày chạy bộ. Đi xuống. Đi xuống bên bến cảng, chúng nó có 80 bên đấy. Và tòa nhà cao tầng trước nhở. Bây giờ sát sát trận đấy đấy anh. Rồi lút đi nè. Tản ra lút. Cảm giác là anh em hơi xa với mình. Trời, có gì đâu. Bên này có đi nít này. Bên này không có ai hết á. Được quả giáp level 3. Ngon. Thằng Phú lại lát lắm mà. Chia ra mỗi người một căn là đẹp rồi đó. Chuẩn cơm. Ai có sọc ăn cho em nhá. Em bắn sọc ăn. Đúng rồi, anh thấy vô gần em muốn sọc ăn mạnh. Ừ đúng rồi, F12K, em dùng F12K. Em chỉ cần đúng một sọc tỉa thôi. Để nát ra rồi. À, F12K anh đây nè. Đó, nhặt lút cho em, lút cho em. Rồi, lút luôn. Tí anh em trao đổi trước. Ai có đoạn 556 cho tôi nhá. Ok, cứ lút đi. Lát hỏi bắt đầu chia ra. Bắt đầu chia ra, có bao nhiêu chia hết. Rồi, nhà này sạch đồ rồi. Ủa, có C-Zip ở đây nè. Cho cái ba lô coi. Thank you.
đủ má không alo nè. Có đồ không có ba lô vãi cút. SMG withdraw dục. Ở đây có sọt găm này. Cứ cầm đi, cứ cầm đi. Ừ, ba lô là bờ hai. Ngon. Ngon cơm, ngon cơm. K98 rồi. K98 á? Không, 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 không phải, không phải. Cái sao cầm à? Mình cái đồ của K98 mà. Ờ, trên này có AKM nè, mấy anh em. Không biết biệt danh của anh là ve chai hả? À, trên YouTube nó nói anh là ve chai mà. Cái gì cũng lụm. Từ từ bắt đầu mới bây giờ mới tập nhìn ra nè. Cái gì mà SMG là vô đéo nhỉ? Bỏ đi. Vô đéo lụm. Ừ. Cần cái AR là cái AR nó là được. Anh em cẩn thận nhá, cẩn thận chúng nó đổ bộ sang đây nhá. Anh em chú ý trong vòng tròn. Ôi, anh ơi. Hình như là trời phụ chúng ta. Ô vậy. Sự chọn, sự chọn em sáng suốt không anh? Trời. Nghe tâm luôn cái ghê chứ. Sự chọn em sáng suốt không anh? Được, chọn ạ. Cảm giác thật bị thật may mắn đấy, mỉm cười của chúng ta. Được. Úi, K98. Cho em, anh. Anh nhập ra. Mẹ tao cầm một khẩu S12 với cả hộ K, mày xin hết hai khẩu rồi lấy gì tao cầm. Thôi em cầm K98 thôi. Cũng được. Em đưa anh khẩu AKM nè, thích không? Ok, anh thích AK. Đó. Người ta có qua có lại, người ta đúng nhau hả? Mẹ. Đấy. Gây về lửa. Lâu nghe tao hơi rồi, tao hơi nổi da gà rồi đấy. À, bây giờ chỉ còn X4. Có anh em nào có X4 cho ta? Em không có X4 đâu, nhưng mà X8 có dùng tạm có được không? Phải cho nhiều ba lô lắm. Phải đai. Anh ở đây có M16 này. Cầm ý. Đây nhặt đi, em hết slot rồi. Rồi đến nốt. Em không có ba lô mà. Đến nốt sổ mày lại. Hướng nào ta? Rồi ok. Căn thứ hai đúng không? Rồi thì biết rồi. Ôi, có mũi level 3 này. Ngon chim. Anh em lút cẩn thận nhá, chờ chúng nó có thể ra cho anh em mình rồi đó. Anh ơi. Hả? Anh có thể quăng cái ấy đi, anh có thể quăng cái gì nhỉ? Quăng cái S12. S12K. Ừ, S12 ra được rồi đó. Rồi. Không, anh nghĩ đứa cầm. Có giáp lên vô 2 nè. Đó mà. Ba lô đâu rồi, nhặt được một đống đồ rifle. Ba lô bên này nhiều lắm. Ba lô bên này phải lái luôn nè. Thằng nào mà nó sắp gần anh là anh sơ luôn. Em nhặt được một đống đồ rifle anh ạ. Ông thế mà không có nổi một cái ba lô nào. Không được cái ba lô nào hả? Yes. Ba lô nhiều, ba lô vãi rồi này. Cho cái ba lô xem nào. Ba lô quá trời bên này này. Đâu, ông phải đọc tên của ông á, tôi không biết tên ông đâu. Thì Eden nè. Ừ, ba lô nhiều. Eden này. Ôi, SKS mày ơi. Ngon. Level 1, level 2 có hết này. Nó đi càng em quá rồi. Có cả giáp nữa. Giáp nhiều luôn. Để nát quá. Nát đi xuyên tường luôn. Phải cứt. Pistol, SMG, for you. Anh em đi rồi. Anh em chuyển gần nhau đi. Chúng nó có thể chạy sang đây rồi đấy. Các bọn ở bến cảng ấy. Ừ. Đi đưa em không có X4 không? Em vừa không có X8 treo ấy. Có X4 đi đưa em không anh em mình để em đi kem chúng nó cho. Không, em... không có. Em cực cười luôn. Kiếm thôi. Kiếm đi. Đang kiếm X4 đi anh em ơi. X4, X8 gì đó. Shit. Anh nghĩ gần có khẩu ska đó là... Nếu là em đủ dùng đến cuối. K98. Ui, ba lô 3. Ngon. Anh là có ba lô 2 đúng không? Ừ, ba lô 2 đóng ở đây nè. Thế là thì em ra chỗ anh thôi. Em đến đây, nhà ở giữa rồi anh. Ờ, không. Mặc đi. Thế là nhà ở giữa rồi.
Ở đây có mũ hai nhá. Ok, rồi để em chạy qua. Rồi mày chạy qua đây đi, anh chạy qua đây. Anh chạy qua đó. Anh đi đâu rồi? Đâu rồi? Súng súng anh trao đổi chiêu thức, trao đổi chiêu thức, trao đổi chiêu thức, trao Này đổi đi, này trao này đổi này đi. này 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 Đấy, có em đang nhắm cầm luôn rồi đó, có nhắm ý, có cái phụ kiện luôn rồi đó. AK10 anh ạ, AK10 anh ạ. Ok rồi. Có cái đồ xin nắm nè. À, anh quăng đạn năm ra cho mày nè, thích thì mày Có cái cầm, chiếc bát nè. anh Đây cầm là đi. 7 đó. Không, Rồi ok. anh dùng của đang Ô bảy xít thôi. rồi, ô xít đâu rồi? Tôi đây, tôi đây. Lấy cái chiếc bát này. Cái gì? Cái đít của Sniper. Ờ được rồi. Ở trên anh ở trên này có M416 này, ngon lắm anh ơi. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, anh xài đủ rồi, anh xài đạn 7 hết rồi. Anh Em xài cũng xài AK. em cũng xài Đây, M416. để tôi. Anh xài AK với M416 này. SKS Cho rồi. tôi này. Ra cho tôi, ra cho tôi, ra cho tôi M416 này. Súng xịn Nó chỗ này ngon vãi, nhiều đồ vãi. Đấy đấy, M416 đấy anh đi. Đạn đấy tao không làm của người nào luôn. Lấy cái checkpad này. Đâu 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 đâu. Ở đây đây đây. Đó. À cái này tôi có rồi, cái này tôi có rồi. Ồ đó có này. Tìm Đây tôi có rồi, tôi còn có mọc da cơ, của ông là không mọc da, nó đau tay lắm. vãi lên vãi lên nó nhập vai Có giọng thanh của sniper thì ngon. Ôi lắc kìa, dùng hoài mà không có nè. Mẹ thằng con x4 ship nó vô đây rồi. x4 x4 Bully ông trời thương tôi cái nào, vẫn xăm một này, à vẫn ba lô một này, bốn x bốn x bốn má bây giờ nó mới ba lô một. Tôi có x4 này. Ý Thế ngon. à? Ờ hơi tròn ship trước đi. Nó cầm K98 súng nhắm. Ngon, cảm ơn anh em. Tôi sẽ không để phụ lòng anh em đâu. Ai cầm đó? Rồi, Thôi xuống đi. Rồi, đi xuống. Ủa mày loot 3 căn chung cư luôn rồi đấy gì? Vâng, 3 căn rồi, 3 căn rồi. rồi, 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 ok. Đâu đâu x4 nó x4 không? Đây bên này. Bao à? Được có, tôi cầm đâu. Eden, Eden. Eden à, ok. Eden Hazard. Tôi đổi trong cái holographic nha. Em trao đổi ngang còn gì nữa. Ê, sao X4 nắp vào cái súng AK này nó không nắm được sai vậy? Sai chứ? Được chứ. Ông nhấn nhắc từ má phải hết hồn, tưởng xe jeep đi tới. Ông nhấn một một lần thôi, nhấn một lần chuột phải thôi. Ủa có mấy khẩu súng S6 gì tùm lum vậy ta, súng gì ta, S686 cái gì đó. Đang sọc gan anh ạ. Shotgun, shotgun. Gương bắn hai viên liên tục á. Đúng rồi. Đây đâu đâu, bốn đấy, bốn đâu, bốn đây đúng không? Đại chút. Đây 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 Trời đây. Ơi, cho cái X48 gì coi. Trời thương X4. em đi, trời bốn thương x em 4. đi. 4x. Nhanh 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 nhanh. Có phải cái này không? Ừ, 4x á, 4x. Không phải đâu, không phải đâu, không phải, không phải đúng không? Không phải. Ôi, phải đồn. Không phải không à? Phải, ừ, không phải cái đấy đúng không ạ? Để ống nhắm 4x á. Cái nhắm đây, 4x phải X4. Ôi, sang kia đây, tôi đủ đạn rồi, đủ bắn được 4-5 trận rồi. Thiếu đúng cái ba lô. Ai có đạn của AK cho tôi nhá, AKM nhá. Đây tôi có này, đây tôi cho này. Để tâm luôn ra thì. Anh ơi, ra, anh Eric ơi. Hả? Anh em lên cầu thang đi. Có vết 2. Cao tầng, nhà cao tầng đi. Có vết 2 đây nè. Cái gì đấy? Vết 2. Áo vest cấp 2, áo giáp á. Tu 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 tu. Hello Eden đâu rồi? Ui AK, ngon. Đây đây. Có Ska này. Cho tôi đạn AK, cho tôi đạn AKM đi. Có. 123 viên rồi nè. Ơ có khẩu Ska đây mà không ai lấy đâu. Không. Lấy đầy rồi, Đây. À lấy đầy AK không này, cho đầy AK này. Ông Paul lấy đúng không? Ông ơi đây này đạn này đạn em này. Lấy gì mày cho lại AK nè. Ok. Còn ở kia nữa nhá. Ôi em không xài á. Anh thấy em xài AK mà. Cái cây của em đạn nhiều lắm, 200 viên rồi. Ôi phải cứt.
Nè, AK nè, ông nào lấy nữa không kìa? Đấy, Anh em gặp 188. thằng phía, anh em thôi được rồi, anh em nó sắp đến đến cảng ấy, đủ đồ chưa? Đủ đồ hết chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Chỉ có thiếu ống nhắm thôi. Thiếu cái dẫn thanh nhắm đó. Chưa ai có ống nhắm hả? Ừ, mày thả đây mày. Nó mệt nha. Đồ một đống mà không có đồ nhắm. Thế đâu vậy? Ủa nó thả tới đây nè, gần gần đây nè. Nhìn luôn, nhìn luôn. Hướng này, hướng này, hướng này. N, E. Hướng này, trên cái bồn nước á nè. Thả ra đó. Thế bồn nước là sao sao anh này ra khách sạn lắm, ra khách sạn thứ ba nhá. Tay đứt chứ. Tôi thấy đâu? Tôi thấy cái thùng đấy. Phía này đang xuống rồi. À rồi. Nhớ. Vừa sẽ sao trách ấy, chúng nó sẽ cướp ở đấy đấy. Ui, mới ra túc lúc ở đó hả? Ui sao bây giờ lên đồi. Anh thì anh có cái đồi, có cái đồi có cái chòi, có cái chòi trắng trắng anh em ra đấy núp đi. Đây bắn cho nát đứt rồi đây. Ừ. Thằng nghe có những hai bên. Nó ở tâm luôn ghê thiệt chứ. Đây một gì đây á. AKM mạnh hơn M14A6 đúng không? Tuy đúng không ạ. Mạnh hơn, nó giật hơn. Ông nào chưa có vest vô nhà này lấy nha. Em nghĩ là anh em quay lại đi ngươi. Trên này có núi bị núi bắn đấy, đứng trên núi bị núi bắn đấy. Anh em quay lại cái nhà thứ ba này. Cái nhà khách sạn thứ ba này. Ôi ôi ôi, tôi bắn, chạy. Ôi nó bắn kìa. Xuống bao. Xuống rồi, bên sau nó bắn vậy. Bao ơi, té đi, bao ơi. Về đi ăn máu đi, về đi. Đừng anh em đi ăn cướp lắm, đứng trong khách sạn thôi. Lấy đây con máu đi. Ôi để nó bắn tôi. Tôi biết hả? Núp vô. Chết mẹ rồi. Tôi đi thôi. Không có gì hướng chúng nó đâu. Ủa? Đéo thấy. Nó khó chứ đâu. Để tôi biết rồi. Lấy đồ tôi đi. Ai dám lên. Má. Lên tôi bắn cho què giò. Thôi rút về. Để không biết tán đâu luôn, nhiều nhà quá. Nói rồi mà. Nói tâm về đây luôn mà. Có thằng đang nhặt đếm không à? Có thằng nhặt đếm rốt ạ. The fuck. Cắn đi, anh cắn ở đây à? Nói chuyện ô tô bắn. Mình đã nhặt đếm rốt rồi. Nhắm đi, nhắm bắn ra đi. Nó chạy ra từ góc khuất rồi. Có nào qua đây chưa? Cái ông ngắm mà có ông ngắm có tóc màu đỏ đó cái là gì vậy? Red dot sai. Ủa sao nãy tôi có cái đó tôi gắn vào nó không ra tâm đỏ vậy? Ông nhấn một chữ ông nhấn bên phải một lần thôi chứ đừng có giữ. Nhấn chuột phải một lần thôi là nó sẽ ngắm. Ờ đúng rồi. Toàn giữ không à? Vô đây. Tụi mày vô đây. Anh canh dưới cầu thang rồi, anh em cứ canh cửa sổ đi. Anh em vẫn ở đây anh ạ. Anh em vẫn ở trong vùng an toàn anh ạ. Thì đúng rồi. Ngại mấy thằng trên núi thôi, ở trường học ấy thôi. Má khi nào vòng tròn lên núi trời. Nó sẽ lên núi thì anh em đi từ dưới lên. Với ông với ông kia không xác định được bắn hướng nào à? Em biết bắn hướng nào luôn. Đứng ở trên đồi á. Nó bắn bên phải của ổng á. Bên phải nó bắn là... nó bắn từ cái nhà.
Cái nhà trắng bên Nhà phía trắng. ngoài á, nó bắn từ hai nhà trắng ở gần cái bên cảng á, Anh nghe thích rồi. dưới cầu thang. Cuối cùng là lạnh quá. Có xe này, có xe ô tô này. Hướng 60 này, nó ở bên kia nó chuẩn bị sang cầu rồi. Nó vừa bị lật xe này. Thông cảm nhá, tôi đang bị cái đèn chiếu ngược mắt là hơi chói, không nhìn rõ nhá, anh em cố chú ý hộ nhá. Bên phải hướng 200 có đấu súng nhá. Vòng bắt đầu khép. Chúng nó trên núi rồi. Nói cái hy vọng, đó gì? hy vọng Tôi tính cao này. hy vọng cái vòng nó không có khép vào núi. Khép vào núi là mệt luôn. Nó của anh em đi ở bên ngoài. Xe đi xe. Bán xe. Có xe tới vậy? Hướng nào, hướng dưới. Má gì nữa cửa. Anh em chú ý nhá. Đó phía về đó ông mau à. Hướng nào? Từ đây. Đây 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 đây. 30 30 có xe gì này. Đây. Đừng 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 chết đừng chết lùi lại bơm máu đi. Từ từ bơm máu này. Vào trong nhà đi. Đang trong nhà hết rồi. Má nó bắn cái sọt, má cái mũ rồi. Nó bên nhà nào vậy? Không biết luôn, thấy cái gì biết mà. Ông phải đọc hướng đi anh em mới biết được chứ, không đọc hướng sao nhỉ? Thằng này 330 là thấy xe thôi mà không biết bắn này. Giờ thằng khác. Bởi đái, tiền rơi viên đạn. Thằng nào nào đạn chưa nè? Chưa có anh nào bạn. À, ông nào nào đạn trên mới rơi mẹ viên đạn xuống. Làm rơi mất lắm. hồn. Ôi cái vòng việc kia chết mẹ này. Mẹ về đúng cái bến cảng luôn đấy à? Đó đó. Sao rồi, phải đi xe vào rồi. Xuống 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 xuống. Từ 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 anh ơi, có một đội nó vừa mới móc hòm mà. Thấy xe của nó, ông kia thấy xe của nó sẽ vị trí anh em cướp xe. Đã vào môi á, xuống đi còn kịp, dễ lắm. Đấy. Cái vòng của mình ở phía vòng to mà, sợ gì? Đời hậu. Đi rồi. Đi bên này nè, đi bên này nè. Đi rồi. Ý. Mấy con nào vừa chạy qua đây ta? Kinh vãi. Ôi, cái này không đi được. Đây đây đây, cửa mở. Đây đây, bên này mà. Đâu anh em đủ chưa? Đủ hết chưa? Cẩn thận nhá. Nó xe jeep mà kìa. Anh lấy xe jeep của nó không anh? Mẹ, à, thì đi đúng rồi đó. Có lấy xe jeep của nó không anh? Nó nghe kìa mẹ. Nó ra, nó ra. Nó kìa. Vào nhà kìa. Ngay cửa mình mới đi ra. Có định mình. Ở sau. Hướng nào? Ba mươi. Cái nhà gần sát em luôn á. Cái nhà. Còn thằng ấy sau sau luôn nữa.
Bao tiền đấy? Uống ship vào nhà rồi hả? Em Được. ship vào thằng trong câu. Trong nhà nè. Vậy nó nằm nhà này nè. Sky. Sai chiến thuật rồi. Mình đã thông á. Nói xung quanh. Không phải đi ngủ. Dạ đây ạ. Đáp vừa đáp vãi đẹp vãi. Cái này chơi xong nó cho tiền không thể làm. Tiền rồi cho cái phần phần thưởng cái này đây. Reward. Đó, đồ thôi. Mua hộp. Mở cái có nó vào mình đừng để. Mua hộp xong. Mua hộp xong rồi vô cho đất tơ mở hòm ra. Để nhồng bán đi. Alo. Dùm số. Vào chưa? Alo. Dùm số. Rồi, bà ơi. Vào đi. Mặt này cho bộ cho đồng đều cho đẹp. Thời trang vãi. Ê ông mấy cái tóc kia ở đâu ấy? Ở trong lúc mà tạo nhân vật đó nó có mà. Phải đó. Bây giờ đổi cái mất 3.000. Chính xác. Hóa ra anh ơi, hóa ra tiền của mình không bị reset anh ạ. Anh Eric ạ. Reset mà. Không, em vẫn có tiền, vẫn có. À không, cái phần thưởng reset thôi. Cái giá, đúng rồi. Cái giá mua phần thưởng rồi. Bị reset thôi, chứ còn tiền mình đâu bị reset. Cứ tôi đấy. Anh mới mua 4 hòm xong nè. Alo. Sáng nay quất 4 hòm luôn. Tôi đang ở nhà. Hả? Giờ là chỉ còn thiếu cái nón với là cái găng tay. Phải nhìn như ninja vậy. Cái áo chùm mền đúng không? Cái áo chùm đầu đúng không? Áo chùm đầu với cái 110 đô đó. Áo đó 110 đô đó. Ôi cái áo ấy trước có tám mấy đô rồi, 110 nữa. Giờ lên 110 rồi. Mua ở đâu 110? Reorder mới có. Mình có thể bán mua cho nó. Ồ vậy á, giao dịch gì à? Được, đây được. Nó có cái bịt mặt nữa thì ngầu phải. À nó là áo khoác. Hình như assassin ấy. Cái này để cấu hình thấp xuống dễ hơn. Để Ucha có cây cùng luôn. Nó giúp mẹ. Bộ này nhìn đẹp vãi. Chừng đâu đây? Mình đi đâu đây? Anh em thả ở. Còn tiến thả chỗ cũ không nhỉ? Thả chỗ cũ nhiều đồ á. Nhiều nhà. Gắt ra đi. Thả đến chỗ này luôn nhá. Thôi. Gì anh? Midita Power. Không, Midita Power không có đồ đâu. Thả luôn đi. Midita Power được rồi. Dì vô Novo đi. Được. Novo. Mita cái đóng đó. Anh tìm Novo à? Novo đi. Novo đi. 3, 2, 1. Ok, bay Novo. 150S. Novo à? 150S. Ráng bay qua nha, nếu không là xuống biển chơi lắm. Em đang muốn vào cái trường đông bắn nhau có sướng. Ở đây có cái nơi này, bắn cũng vui. Ông kia xuống biển à? Hả? Ông kia rơi xuống biển à? Tôi á? Không, ông ship kìa. Ừ, tôi đó. Tông rơi xuống biển à? Tôi có. Tôi không rơi xuống biển đâu, tôi vẫn đáp ở chỗ an toàn nhất mà.
Có một thằng ôi, của tôi này. Ôi, một, hai, hai con, ba, bốn. Một team rồi nhá. Con team bên tôi đến mình. Một team. Một team á. Nó có một team xuống á. Rồi, nó ở trong khu đấy rồi, rồi. Anh em nhặt được súng thì cẩn thận nhá, ngắm súng cao với nhau luôn nhá, ra tụi nhau luôn, di chuyển tụi nhau luôn. Chết thì sao? Bố mày có AK rồi nhá. Nó ở trên đâu đó. Có súng rồi. Nó ở trên đầu em mà. Anh em biết nó ở trên đầu em ai? Cái gì? Tôi có hàng nóng rồi. Nói vậy đấy. Nó trên đầu em mà, em chạy đây. Chạy qua đây. Em có X4 là có Scar thôi anh ơi. Chạy qua đây, chạy qua hướng anh lẹ đi. Nó chạy làm sao với em anh ơi. Rồi chạy đi anh đang chạy lại kìa. Chạy nhanh, zig zag, nhảy bay rồi đó. Không chạy được anh ạ. À, em không chạy được, có ba thằng có dí em, giết một thằng thôi. Trong đâu vậy? Trong container à? Vâng, chả thấy anh em mà ra cover gì cả. Chào ấy. Má nó bắn thuộc gần luôn, anh em chạy ra đây. Chạy luôn đi, ra đây luôn đi. Được thì reset mẹ game luôn, cho nhanh. Anh em có súng thì... Bắn. Hay quá. Ở đâu ấy? Em giết được mấy mạng? Em giết được một mạng, một thằng bị bắn trúng một viên. Nó dính xong con em. Chạy vô ship còn. Ý, cậu nó kìa, nó kìa. Rồi, 2 đấu 1 á. Bu nó. Ở ngay tháp canh á. Hay quá. Rồi, thằng này chưa có súng. Rồi, chạy vô ship á, còn ấy. Một thằng knock out đó. Không, thằng ấy giết đấy, anh Eric đấy. Ra chỗ Eden, tao chạy ra chỗ Eden. Chạy đây này. Chưa chết mà đúng không? Đấy, nó đấy. Ba kêu. Rồi, xong. Xong. Nó chết chưa? Rồi. Trong đấy của tôi có K98 và uống X4 đấy ông ơi. Với tôi tìm chút máu để bắn nó không được. Ủa, em cầm súng gì? Em cầm súng gì bắn nó vậy? Em cũng K98 bắn giết nó anh ạ. Chưa? Chưa kịp lắp X4 mà nó đã giết mình rồi. Bắn nhát chết luôn hả? Không, bắn hai nhát anh ạ. Cái này đó. Thằng ấy nó ra lấm đấm em cơ mà. K98 đâu mẹ rồi. Ủa mà nó nắm vậy? K98 đâu bơm màu vậy. Tôi cái bút bắt đầu đến đánh. Ôi em ơi. Nghe nè. Kìa, còn thằng á. Đủ của mình á. Cứu bao kìa. Hay quá. Mà tao bắn 2 viên. Màu cả. Bắn trúng 2 viên mà điếp chết. Được 210 đô luôn. 8x luôn nè. K98 á, nó lụm của ông nè. Có cái đồ ninja luôn nè. Đó. Medkit 8x. Cái này bơm máu trọng quá. Đang cái muốn có tiền rồi. Khó khăn. AKM hết đạn rồi. Ông có đạn cho AKM không? Bao? Đó, hết mẹ rồi, có 20 viên à. 20 viên trong đi ăn cái đó. Qua chơi luôn đi. Chết phụ. Tìm đạn đã. Đấy. Cái cây mà. Thì đó. Đủ phòng không? Nó kéo phòng. Không có đầy đủ đạn gì? Không có đầy đủ đạn chưa?
Thôi... Ôi, nó bắn kìa. Thôi 20 viên. Nó bắn kìa. Ôi, bắn đâu ấy? Chúng ta bắn đâu vậy? Đây. Đang xuống đất. Tránh anh, tránh anh. Trời mà xa quá trời. Chào ông ơi. Không giờ ra được cái cầu luôn. Ê, cái con có đội nó chặn cầu. 10 giây kìa. Thằng tôi đi. 10 giây nó chạy kịp đâu, cầu dài vãi. Ok chết thì chị. Như kiểu con xe đúng không? Nhưng mà đánh đó, cái đó, cái đó. Kéo phải. Ngay là trần mà nó xe nổi mình đấy. Ở thấy cái xe kìa. Không phải, không phải. Bên đầu, trên đầu này. Trên đầu đâu? Ừ, trên đá. Thôi kệ đi, kệ chạy chạy đi. Cầu dài vãi. Ôi, cái bịt mặt là cái nón nha, chứ không phải là cái... Mình nói chung với áo khác đâu. Còn thiếu thời gian. Ờ máy giật giật kìa. Ờ lắc rồi. Ờ lắc rồi. Chạy mãi tôi biết. Ngay đang chạy cũng thiếu là giật chạy. Sợ đông quá. Nó có giật chạy. Ông to ông cầm K98 của tôi đúng không? Đúng rồi, có cái 4 cái 8 luôn. Đúng rồi, cây đấy bị rớp ấy, những bị chết đầu nước. Không, cái thằng cuối cùng ấy, cái thằng dí nó lấy. Đúng rồi. Ê, xuống. Má lắc quá à, chạy cái điểm dịch về. Lắc quá. Chạy sợ sợ sợ. Trời ơi, dịch kìa. Chứ có nhà kìa. Thì mình chạy hướng cái nhà đi. Chắc nhà này không có ai đâu, nó chạy hết rồi. Có tiếng súng ở góc 60 á. Rồi bên nhau trong bên nhà. Bên mình mít đàn. Nghe chắc chắn. Có tiếng súng bên phải đó. Nhờ xa lắm. Tiếng ngầm hơn bác. Có. Cái nhà này, cái nhà. Đưa đây rút rút. Rút. Vừa sắp phòng luôn. Alo, tem full chưa vậy tem? Tem full rồi, tem full rồi. Rồi nhảy xuống khác rồi. Chưa chết nữa à, chưa chết nữa à, lâu thế đây. Tôi xuống ông ơi. Ra cái nhà sau đi, ra cái nhà sau đi. Giờ tôi chỉ là hai ông kề súng vô đầu nhau á, rồi đếm 1, 2, 3. Đang lên tóc 1 giờ.
đúng ngày này PayPal thôi. Bên mail mấy giờ rồi ở đây? Ờ 9 giờ 20. 2 tiếng. Ủa, ở đâu bữa đó tổng tiếng tính rồi quên. Bữa đó tổng tiếng. Ai em xuống lắm. Alo. Bao xong rồi. Ở đâu ấy? Má, đúng rồi. Đúng bao nhiêu ấy? Nè, có vui, một gì? Ôi đù, ghê vậy. Bò rồi. Đất rồi. Cho chết đi. Ơ, lại trượt lại. Từ từ thôi. Nó thoát rồi. Má, chỉ cái tâm rồi. Định lập được sao? Từ bánh đi, ta ít liền. Má, có súng cái này, phê vậy. Bốn kêu kìa, nó chết rồi. Hay quá. Hai ông này vẫn hay quá. Phản xạ rất là hay. Có 5 khấu kìa, lấy lệnh tướng với ổng nó đi. Một ông lốt, ông canh. Rồi, má, nó là nên đi đi đi. Đủ bán 200 viên luôn, bóng tẹp. Cái thằng này bò nãy thấy đồng đội hả? Ôi, đếm một thời gian luôn. Để đi. Bỏ chạy hết rồi. Thằng nãy về bóng mai cứu ha. Chắc là nó đi một người. Thằng này chắc là bò nạc hay sao? Hoặc là đồng đội chết hết rồi. Nhưng mà dám quăng bông lửa lên ha. Đó, dám quăng bông lửa rồi mò lên sợ ấy. À, liều thiệt. Vòng không xiết rồi kìa. Chạy nhanh. Có xe. Gì đó
Rồi cứ xe kìa, 30 xe thì 30 á, để đi nó sống trẻ đi. Rồi qua cái góc thằng ngon chứ. Rồi bắn nhau gì đó. Nó tiếng súng ghê vậy. Trời ơi mấy anh đang ba thằng luôn kìa. Nổ xe nổ xe chết ba thằng. Nổ xe chết ba thằng. Tiếng súng bên bên phía bên Bắc Niu bị sao? Vô cái tàu đi. Má nó coi lại rồi, để con nó coi lại rồi. Vừa dừng sau lưng đó nha. Sau lưng không có ai đâu, vòng nó xiết rồi. Nó bị lắc rồi, nó bị lắc rồi. Lắc rồi. À lắc super luôn. Eden cũng bị lắc mà đúng không? Có, phải ông này làm sao này, bay à? Bay mới sợ chứ. À, vậy là nó lắc. Ship ơi. Nó lắc quá. Vậy là nó lắc là do cái máy chủ rồi, chứ không phải là do đường mạng đâu. Mình ở Việt Nam cũng lắc mà ở Úc cũng lắc kìa. Để do máy chủ nó. Ừ, chứ không phải là do đường mạng. Đóng cửa đi. Ủa, mở cửa đi. Đóng cửa rồi mà. Đóng cửa rồi mà. Nó bị lắc rồi đó. Tê 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 tê. Còn tầm 1 phút chạy nha. Tiếng súng ghê vậy. Như tiếng pháo hoa. Sau lưng mình á. Nó cũng mưa. Mưa vào trong cái người đó. Ghê ghê. Lên rồi. Ôi, vòng nó vào kìa. Đi chưa? Một phút. Bình sát. Cái này bắn nhau rồi, đi. Té đi. Tao đi giết em nhà đi. Mày coi rồi, một phút nữa. Ở đây chạy dưới đường. Quá dịp quá à. Quá. Mày đi server. Tí chuyển server khác đi, tí chuyển server khác đi. Anh Cường hỏi gì em nhỉ? À, anh nói là do server nó bị lắc chứ không phải là do đường mạng của các nước đâu. Tại ông Eden này là ông ở Úc nè, mà anh em mình Việt Nam đúng không? Mà chơi server Úc, ổng cũng bị lắc luôn. Ừ, lúc mà nó bắt đầu lắc á, là tất cả mọi người cùng lắc luôn. Đúng rồi, bữa lúc tao bắt là 4 thằng. Đây, bây giờ vẫn lắc nè, giật nè đúng không? Là do máy chủ nó bị chứ không phải là do đường mạng. Do máy chủ nó đông người quá nó bị ừ. Nhiều người chơi quá. Tí mình sang xem vào khác thử coi. Cái xin nói nhẹ. Oxy là đỡ nhất rồi đó. ASEAN lắc ghê lắm. Oxy là lâu còn giật mấy cái thôi. Vòng xuống rồi đi. Chạy đồng không mong quá. Ừ, Oxy mượt mà. Thì anh em mình đang chơi Oxy đó. Có xe kìa. Xe bên phải. Bên phải á. Nó chạy rồi. Nó chạy sao? Má lực, đi quá. Giật tay. Giật này. Tí nữa bọn nhau chắc chết mẹ mất. Có mấy cái nhà mình nè. Rồi, không bắn cái trời. Giật quá trời. Ê, đâm đi. Nó khét quá à, thẳng đi.
À, thấy cái nhà trên đồi không? Cái vòng đi nít kìa ông, đừng chạy nhà đi nữa, chạy thẳng đi. Rồi đi vòng đi nít rồi kìa. Đi thẳng cái này. Mấy cái nhà trên đồi đã kìa. Nè, nè mấy cái nhà bên phải thôi nha. Mấy cái nhà trên đồi nè. Má đâu vậy? Má. Trên cái nhà trên đó đó. Mày, mày lắc đơn luôn rồi. Đi ven bên này nha, đi ven bên này nha. Đây này. Mấy nhà bên phải có người á. Từ từ thôi, cái nhà này có gì đó. Ok. Đi vậy. Mày ngồi trên lùm đợi ra. Cái vòng kia sao? Trước mặt luôn á, nở đứt. Ông nghe có người trong đây không? Nghe tiếng chiếc bom nổ trên đây luôn nè, thấy luôn. Cái nhà ngay cạnh mình hay là bên kia? Đối diện. Tôi lên cái nhà ngay cạnh nhá, tôi vào nhá. Còn một phút nữa kìa. Nó cái lùm cây núp đẹp quá. Khó thấy lắm luôn. Đó. Đâu vậy, đâu vậy? Ôi, cái cửa sổ, đấy, cửa sổ. Cái cửa sổ, trong cái nhà đó. Ok, tôi thấy rồi. Đừng bắn. Hai thằng nhá. Chúng ra rồi. Thằng kia nhắm. Chết. Lúc nào vậy? Đây nè. Thôi cho biết rồi. Đó, nó kìa, nó kìa. Trên lầu rồi. Bên trái. Đó. Bắn chết mẹ đi. Úi, hụt. Nó bò á. Bên kia cứu. Úi, hụt. Cẩn thận. Thằng bên trái kìa, đang bắn kìa. Thằng bên trái nữa. Hồi nãy thấy thằng bên trái rồi ta. Nó ngồi rồi mà. Đụng má đâu vậy? VL nó chạy xuống luôn rồi, nó chạy xuống. Cả đằng trước đằng sau luôn. Ôi, tụi nó cũng chết rồi. Cứ vòng vô. Ok. 150. Được 100. Hai, súng viên cây này nó bắn phát một cái giật, cái nòng nó trời luôn. Nhấp đạn nhá, thấy cái nòng mình là trời. Tuấn Anh ơi. Tuấn Anh. Oh shit. Nó đã ị rồi. Oh shit đâu trời. Oh shit. Đây. Vừa. Đổi server. Station D. Ocean đúng không? Asian, ASEAN. Trời ơi, chơi Asia hả? Ocean. Mày Asia lắc mày con bít luôn. Thích thì chiều mày luôn. Cá không lát rồi. Ừ, đúng rồi. Game này mà đồ họa cao gì trời. Tầm trung. Chỉ là lát mát rồi. Đúng rồi. Ai chưa rớt đi kìa, nhưng mà chúng nó review là game mình như cướp. Ai? Chúng nó
như cước mà bán ở gần top 5 của Steam. Last Standing nữa. Best seller luôn. À Last Standing hả? Vâng. À Last Standing nhìn kỹ á. Chơi phi mà, chơi phi. Em đừng bảo em bảo game này thì ngon mà. Một game phi mà cái mất tiền mua khác hẳn đâu. Last Standing nhìn cái súng nó ảo, không có thật. Nhưng mà nhìn em nhìn cái để em nhìn cái đồ, em nhìn cái đồ họa nó em cũng thấy ghét. Đồ họa sâu nhanh nhỉ. Kiểu cây sùa. Tên 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 tên. Đói quá. Chắc tự order cái gì ăn. Đang ngoài net hả? Ở nhà. Ở nhà có cái order. Có mì tôm mà không chăng mì tôm. Ôi mì tôm là món khoái khẩu của sinh viên à. Không, khoái khẩu của những người chơi máy tính như mình lười làm. Cũng như của mình là sao? Sao tí order pizza không? Hi. I can't speak English. Nhạc đâu vậy? Ông nào bật nhạc đấy? Tụi nó bật á, rồi tụi nó nhấn tê. Tụi nó nhạc Việt Nam hả? Đấy. Không nghe thấy gì đâu ta. Để chạy thử xuống đây coi. Ủa, thằng nào bật rồi ta? Đó. À, bật á. Không phải, team mình đâu. Việt Nam number one, Việt Nam number one. Chinese fuck you job, Chinese fuck you job. Fuck you Chinese, fuck you Chinese. Em thả được ta? Thả đâu đây? Lipoca thôi. Cắt ca nhỉ? Thế Lipoca? Lipoca đẹp á. Lipoca đi. Anh em thích đếm đi, em ra ngoài đọc nốt ra vào tờ báo đó. Cái này, tự thả rồi. Mẹ đọc nốt tờ báo mới ghê chứ. Nói mình nghiêm túc được không? Có anh đang record để mà đưa lên YouTube ấy. Máy bay đẹp quá ta. B-52 à. Không phải B-52, cái này là máy bay hải dù, chở quân mà. Rồi xuống NE-60. Ủa có 40 team nhá, ăn team kia. Bao nhiêu? NE-60 Lipoca. Chuối thẳng xuống đất á anh em, chuối thẳng xuống đất luôn, cho nhanh. Ra ba gà, tôi lấy súng cho anh ơi. Ra nhà kho. Vô nhà kho, anh em tập trung nhà kho đi, đi chung nhau á, dễ chơi hơn. Team 3 nhà, đúng không? Nhà đúng rồi, đúng rồi. Ba nhà kho. One team here. 1 2 1 2 3 1 Ý nó chạy ơi. À vẫn còn một thằng. Nó biết khó nó chạy té rồi. Còn thằng sau một ship. À chạy hả con? À nó chạy à, mày à. À nó đậu ngay kho. Nó đậu ngay kho nè. Móc súng ra chơi đó. À, bố mày có AK nha. Anh đang chạy cơ lên nó đâu. Nó chạy rồi. Ở đây AK luôn nè, ở đây AK nè. Ở đây cũng AK luôn nè, máy AK không rồi. Đây, ra lấy luôn. Chỗ nào ấy? Nó đâu ta? Chỗ nào nó chạy rồi. AK đâu? Kìa. AK này, thế đấy. Nó đổ xuống mà. Chạy chưa nào? Thấy rồi. Đứng tỉ. Nó lên xe ra đón bạn rồi. Bắn vô xe. Để tôi đưa xuống súng súng gun nhá. Quá đẹp này. Đấy. Trời ơi, có nhìn nhầm không ta? Có K98 nè. Nó đi rồi anh ơi.
Rồi. Nhanh đi anh em ơi, mẹ nó xuống đây nó chơi lại anh em mình á. Có xuống cái gấu đó. Đó, nó xào quá. Cái con đó nó bị qua cái ca nó nè. Đó, bọn kia tìm quật kia thiệt chứ. Thằng kia bị bắn cái một thằng lấy xe chạy ra. Đấy. Đấy. Chú tim mà. Anh em thì là nó nghĩ cách là thịt luộc anh em mấy anh em mình á. Ừ. Em có K98 là X4 rồi nha. Rồi đấy. Chúng ta là người thương kẻ không biết lương. Trời thương kẻ không biết lương. Thì mày nói anh là bất lương hả? Ừ. Ừ, sao lại có 5 viên thế này? À, cả 98 rồi nè, VL. À, anh ship qua chỗ khác không? Em. Luôn nhặt luôn. Chỗ anh, chỗ anh lút được bao nhiêu? Theo em, theo em. Theo làm gì? Dạ em ra chỗ này nhà để đảm bảo có súng súng chính loại. Rồi cứ lấy đi, cứ lấy đi. Từ từ anh cũng có thôi mà. Hai cái tấm là tỷ chết luôn. Rồi có giáp rồi. Giáp 1. Nón. Lên 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 rồi. Có đạn cho AK rồi nhá. Có ba lô level 2 trên này nè. Có rồi, có rồi. Anh có level 2 rồi. Cái nhà nào mà mở cửa rồi bắt kia đừng có vô. Anh em lút rồi. Hãy đi những căn nhà nào chưa mở cửa. Em chị lạc hết rồi. Ở giờ nó xử sạch rồi. Trên này có UMP này. Có cái xe hơi. Tôi vẫn chưa có gì đáng giá. SMS. Anh lấy xe hơi ra trước rồi. Tính gì tính. Control 1. Em cứ di chuyển thôi. Anh ơi. Hả? Lần này mình di chuyển ở chỗ anh nhá. Di chuyển ở sát cái biển trắng và xanh nhá. Nó sướng. Ui, nhanh lên anh em ơi. Xa lắm á. Em đã bảo rồi mà. Không phải là gần đâu. Có ai có đủ sniper thì cho nha. Mẹ là tôi đã bắn bể giái giờ. Nhanh đi. Em đang miệt mài kiếm súng ấy ạ. Em chưa có súng. Lục hết mà chẳng có cái mẹ gì hết. Mày mà không có súng. Mở 46. Ngon. Thế nó sai thôi là xong rồi. Là chơi từ giờ cuối trận rồi. Ông nào có khẩu súng máy nào cho tôi cái. Có khẩu, có mở khẩu sọt ra nè. Cứ đi chạy đi kiếm đi, chạy đi kiếm đi. Ôi. Có ấy là chơi từ giờ cuối trận. Bán ra, mỗi người một nhà thôi. Ôi, ở giáp 2 được. Bên kia nó quay lại nhỉ, nó xử từng thằng một. Yeah. Không tự sướng hơn tụi anh. Oh shit. Thôi đi, thanh niên bị chết. Đi. Nào đây. Cầm cái ga sang đây. Đi tìm mà sang anh không đi giữa nút gánh chết. Để chờ. Uầy, mấy anh em lưỡi dài nhỉ? Các nhà xung quanh liếm hết rồi này. Ôi đằng 7 nè. Hôm nào không lấy. Em cần đạn 5 thôi. Chắc ông không có ba lô nè cho nên là bỏ đạn lại. Trên này có súng này, trên này có 10 M16 rồi.
Ở đâu ấy? Đấy. Để nhà này chắc lút rồi. Đâu? Đây, nhà đi ông. Đéo có đạn ông ơi. Đây tôi cho ông này. Đây ông ơi. Tôi cho ông 50 viên nhá. Ok. Má có AK. Có AK ở đây mà không có đạn. Thôi đi thôi. AKM ấy. AK thì bao giờ mà chẳng AKM. Đây em cho anh đạn này. Ừ. Em có tầm 100 viên này. Ừ, anh có 30/20 rồi. Ông nào chưa có áo giáp ông lên đây nè. Áo giáp cấp 2 nè. Lấy xe đi. Đồ đủ bắn đến cuối trận rồi. Từ ngày là đủ rồi. Gì ông kia chưa có ba lô hả? Ừ. Mới cứt. Vãi, tôi hỏi ba lô cấp 2. Nè, ba lô nè, ba lô cấp 1 nằm đây, cái đóng thôi. Dùng tạm đi. Đó, cứ vô nhà đó. Ông kia sao đây AKM này. Ở đây có AKM này. AKM này, Eden này. Trong mày AKM này. AKM trong mày này, đấy. Đã 7 không có nữa nhá. Đi đi, cái vòng đến thôi cái kia. Cái xe đâu ta? Từ từ. Đến rồi. Cái xe đâu rồi ta? Cái xe đâu rồi á? Đây, xe đây à. Xe đâu? Đi đứt ra. Qua đi đứt à. Lẹ. Em lái nhá, hai lái. Tao lái. Nào tới trước rồi nó lái. Nhanh. Điều đứt nó sai nhá, ai có đứt sai cho nhá. Đi. Ai có đứt nó sai cho nhá. Chuẩn bị bật sang chế độ auto đi nha. Ê, nó bên phải rồi, nhà đỏ. Tiện lắm. Mẹ, không đi đi còn ở đây làm gì ta? Nó đâu? Nó lại kẹt rồi. Không, hồi nãy nó mới chạy vô trong mình á. Nó mới kẹt kìa. Bắn lũng mẹ chứ gì. Căng đầy mà. Có. Còn can xăng mà. Còn 2 can cơ. Mình căng đầy. Rồi đâm thẳng thôi. Hãy là ngọt xe ông ơi. Ừ. Ơ xe làm mấy bốn được rồi. Ôi. Đúng rồi. Ê. Nó bị lắc. Lắc không quẹo được. Em mà không quan tâm anh ạ. Bên lập xe. Sao lập đấy? Có tí vip này. Rồi. Cái chuồng vừa rồi là anh x. Xe trước, bắn đi, mở súng bắn. Đuổi sát nút. Đi thẳng vào. Bắn. Bắn đại đi. Ui, ừ hay lắm. Để mẹ nó. Thằng nó knock out chết chắc rồi. Đúng rồi, chúng nhiều lắm. Ôi thấy mẹ em rồi. đứng nghe. Thôi bỏ đi, chết mẹ bao rồi. Ôi, what the fuck, rồi bắt anh vậy. Má là bắn rớt rồi. Ủa, anh bắn. Anh ơi, bỏ rơi em à. Ủa, anh bắn nào ta? Sao lại friendly? À, ông. Có thằng hướng á, e nhá. Xuống ngay đàn ơi, xuống. Đây em bắn. Cái này nó quê lờ thì nó còn nữa này. Nó có mấy thằng sắp chết rồi đó, đúng rồi đó. Rồi, có thằng, hai thằng rồi. Nó có mấy thằng sắp chết rồi đó. Mà nó có 2 rồi. Để bắn tém không, lại gặm K59. Đợi xíu rồi đặt. Tôi kẹp phép xe rồi. Đợi xíu rồi đặt. Kẹp phép xe chạy rồi. Quay mãi xuống gương. Nó đâu á? Hết mẹ đạn rồi. Quay lại cho em á, mát ra trên đám á. Đạn với tu kế đấy. Mắt con mẹ ông sao luôn.
Rồi tôi đang thằng nữa rồi. Anh lên đi, lên chỗ nó đi, hai thằng group out mà. Chết mẹ cứu. Ờ revive team. Ok ok. Không, để đến. Cover cho anh. Anh đang cứu Elan. Mấy Elan sao ở đằng sau nó dính mẹ vô xe ta. Mình chết trong xe mà. Đồ. Trong xe luôn. Có máu không? Có, không. Nó còn sống không? Còn nào không? Cứu nó vào. Nó cứu rồi, nó cứu cả hai thằng rồi. Ông ấy đến hết máu rồi, Tới luôn, anh cũng hết máu rồi mà, anh sợ gì đâu. Đó, tới luôn. Một thằng nó đang cứu team đó mà. Một thằng knock out rồi. Tôi đang tự ra vậy. Như tay thì nhìn thấy mình. Chết rồi. Tới nhanh, móc lốp đó. Rồi, móc đi. Nhanh lên. Ý, đằng sau. Đằng sau không? Đó. Ừ, đó. Rồi. Ra cứu tôi nhanh, nó chết hết rồi, tôi sẽ bắn người. Bấm mất chạy này. Ra cứu tôi nhanh, tôi sẽ chết hết rồi, xong đi xe luôn nhá, anh em ở rất xa xe nhá. Đi xe luôn nhá, không nhặt đồ nhá, không nhặt một tí đồ vào luôn nhá. Này thì bắn thằng kia. Này. Ông ơi lên cover chán á. Với tôi bắn sắp tao mấy thằng liền mà chả ai ra. Á bầu xui á, bị nó bắn cái xe mới ghê. Nó rớt xe luôn. Em bắn xịt máu quá trời luôn. Bây giờ mình không dám đi nhanh ạ, đi nhanh đâm phát là chết luôn á. Giờ lên được cái nhà nào lút máu thì đấy đi. Đây em đang tìm đây. Hay quá. Đó lý do tại sao đưa xe cho anh ship là vậy đó. Sợ lắm. Cảm thấy có cái giống ứng ép lại, ứng ép không phải bay đâu. Ông ơi, tôi lái xe rồi, tôi là thuộc loại nghệ rồi. Vô nhà đi chứ ra cũng chết rồi. Cái vòng một đến nữa. Một nhà thôi nhá, vào một nhà thôi, xem một nhà thôi. Cái vòng một đến rồi kìa. Rồi, nhà này chưa mở đâu. Máu. Kìa, bắn gạt gần. Được rồi. Bắn gạt gần cái bài nữa. Đạn đó khỏi lấy, đạn chính nó lấy chi. Xuống hết cả đạn rồi. Đi. Đạn chính nó dùng cho UMP. À, chuẩn có UZ luôn. Đi anh em ơi, đi. Có máu chưa? Đi. Đi xe kìa. Ủa đâu vậy? Đi xe đợt. Xong rồi tôi vứt máu cho, lên xe. Lên xe, an toàn. Mấy cái nhảm viền này có nên ra không nhỉ? Vòng tới sắp đất rồi kìa. Phải này có cái xe nó trên đồi đấy. Bỏ qua nhà này nhá. Ông ngắm xem nhà này chúng nó có đứa có mở cửa chưa? Ra đây có xuống luôn bố ơi. Chưa. Chưa mở. Em đi kiếm máu đi.
mất dạy. Mất dạy. Máu ơi, máu ơi. Đấy có bịch máu dưới đất kìa, dưới đất có mấy bịch máu. Máu ơi, máu ơi, máu ơi đấy, cái tiếng. Ở ngoài có mấy bịch nữa đó. Những thứ chín. Để lên một tí à. Ừ, lên lên cả. Ừ, cứ ăn hoài, cứ ăn hoài thôi. Cái máu đó lên 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 chậm lắm. Em nghỉ vô. Uống nước tăng lực hay painkiller gì đó, uống đầy thôi. Máu ơi, máu ơi, máu ơi, máu ơi, máu ơi. Máu đầy hay máu? Đây, máu, máu, máu ơi. Máu đây tôi không có, tôi đang không có này. Đang phải đi kiếm. Máu 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 này mình giữ quá trời luôn. Mấy chiếc hai cái. Một phút anh em đi luôn nhá, một phút di chuyển luôn nhá, một phút di chuyển luôn nhá. Ok. Tranh thủ kiếm này, tôi tranh thủ kiếm, kiếm anh em đồ hàng. UMP này, hết đạn thì sao, là UMP này. Ê, có cái hãm thanh trên bàn á, ship. Rồi đầy nó mẹ áo à. Bắn anh tinh đấy. Bắn anh tinh đấy. Bắn anh tinh đấy. Ừ, yêu quá. Vẫn đấy. Bệt. Rồi. Bảo bắn đấy. Ui. Đâu ấy. Rồi. Mà sau, đằng sau. Hướng. Đằng sau nhà. Hướng. Cứ đậu đi. 300 Úi xời ơi. Rồi, giết nó luôn đi sếp, mẹ xong rồi reset. Nó chạy xe tới rồi. Nó cướp xe mình ơi. Nó cướp xe rồi. Nhưng mà chạy ra xe. Cướp xe mình á? Kìa, yeah, nó kìa. Ờ kệ mẹ đi, kệ mẹ thằng thằng, kệ mẹ thằng đó knock out đi. Bỏ luôn. Ê nó còn để cái xe bên phải. Thôi chạy đi. Ờ cái vòng này cũng không lấy xe lấy sao. Không lấy xe sao đi. Xe nào anh? Kìa, buggy kìa, bên trái. Em thấy rồi. Hết tốc lực rồi. 3Q. Éo. Sạc. Fuck, holy shit. Thằng kia chết rồi, thằng kia knock out chết rồi. Em biết rồi. Bọn kia nó đều nhờ. Bạn bè thấy đang có đâu, chạy đi luôn. Bạn đều là phải nhảy xuống nha. Thật. Nó tưởng còn đông lắm rồi. Tại vì nó giết con thằng à. Nó tưởng còn 3 thằng nữa. Oh shit. Yeah. Tô trước mặt mình nè. Này nó bắn cho lũng đầu nè. Lũng cũng được. Em cứ vào vùng an toàn tính sau. Anh bắn cơm nào. Xe trước. Xe kìa. Em thấy rồi. Bóng súng rồi bắn luôn. Đuổi chúng nó luôn đi. Mày tới anh chỉ nè, mày tới mày chạy đúng không? Mày tới gần nó xong mày nhấn E. Bóng súng ra. Không đuổi đâu. Grip ngay. Ủa thì. Tao biết mày thích nhà đỏ mà. Em thấy nó rồi. Bên trái cái xe đó. Đó. Hay quá. Hụt rồi. Ủa tưởng ca. Bây giờ các bạn, chúng tôi đang chờ hồi tiếp Anoship đang chuẩn bị cầm hổ K95. K98 có hãm thanh đàng hoàng. 8x không có máu. Máu rất trồi vào và sinh lực.
Vâng, anh đang chuẩn bị coi như là nhấn chuột phải nè. Anh chuẩn bị đi qua bên trái. Ồ, anh vào nhà. Anh đóng cửa lại. Anh nhắm. Thế nào? Chúng tôi đang nín thở hết từng giây từng phút của anh. Máu, I need máu. Nên vùng an toàn đúng không? Chúng ta chỉ có bọn đấy thôi đúng không? Mày ăn băng gạc vô đi. Hết băng gạc em vứt trong kia rồi. Ồ. Em vì đồng đội như thế. Anh chỉ mày nè. Mày đứng ở trong nhà vệ sinh đó. Mày đưa súng ra thôi. Đứng kem mẹ trong nhà vệ sinh á. Đó, đúng rồi đó, rồi. Không, không, đừng có vô đây. Em nhìn. Đó, đứng đây đó, đúng rồi đó. Đứng trong góc đó thôi. Mày muốn giết chúng nó. À, muốn giết hả? Đó kìa, nó vẫn còn kìa. Ủa sao nó không bắn ship ta? What the fuck? Ôi, sao lại hộp? Để mẹ đi. Quảng chết, quảng chết đó đi. Ôi, hộp quay máy. Nó chết rồi, nó chết rồi. Tại cây á. Tại cái súng á. Rõ ràng chỉ tăng nhiều. Thằng kia đâu ta? Ôi. Đi đâu nhở? Nó bò rồi, nó chạy qua phải rồi. Ôi. Thằng kia chạy qua phải. Đi đâu nhở? Con này chạy qua phải đó. Đúng rồi, nó chạy qua phải rồi đó. Còn thằng đó là công cây. Đấy, kệ nó, kệ nó. Rồi, chết rồi. Nó kia qua phải, có thể là nó bọc căn nhà. Vòng tới rồi, chạy luôn đi ship ơi. Bỏ mẹ đây đi. Bỏ đi, bỏ đi. Nó bọc phải vô căn nhà, có thể là vô căn nhà, cứ đứng sau cái cây đi. Mẹ nó móc lốp. Em bị sợ đằng sau thôi. Mà thằng kia dở ha. Nó đang nguy hiểm. Nguy hiểm quá chạy đây. Enderlord mà nguy hiểm quá chạy đây, chạy. Enderlord trước mặt mình ạ, ra để làm mồi chúng nó bắn à? Có hòm kìa. Gà chết rồi. Ở trong cái nhà mà được rồi. Trên nhà có vài thằng đó. Gì? Nguy hiểm quá nhờ. Có nên vào trong nhà không ta? Khi nào oxit, oxit nó tóc mộng ta. Ê, hình như là cóc xê kìa, đó, trên đầu mày kìa. Đâu đâu? Trên cái thành tường ngoài đó, đó có hai cục kìa. Ai phơi giặt đồ ở đây nè. Lấy rồi. Cóc xê của mày đúng không? Hết đạn rồi mấy đấy. Em hết sao đạn súng tiểu rồi. Này, cái đông vô này. Bắn nhiều thế. Mấy ai trước mặt á, đi làm trước mặt rồi. Đợi đàn hạt nghe qua, để cho mình đi. Đưa cái, nếu mà súng hết đạn này thì đưa cái. Ý, nó bên trái. Nó đang chạy ra cái thùng hàng á.
giữa có một thằng chạy ra thùng hàng mặc áo đen. Nhắm vào thùng hàng đi. Mẹ nó, cái đá, cục đá che. Chúng nó chạy em phải chịu thôi. Kiểu vì chúng nó phải qua chỗ này. Bọn này đi đấy. Có thằng chạy này, đang chạy này. Đúng rồi đó. Hai thằng đi, hai thằng rồi. Nó sau cây ấy. Đi rồi. Nó bắn nhau, nó bắn nhau. Cái mình trái. Thôi bỏ đi. Nó bắn nhau kìa mẹ đi. Tôi biết rồi. Thằng nào tới đây là phơ hả? Còn mấy phút, 9 giây. Còn 10 thằng á. À, mệt nha. Vòng bao mét rồi. Nó coi rồi. Mấy cái đó luôn phơm đi. Má nó lên trên đó chưa. Vòng khép, ship đi ship. Đi đi. Rồi xong. Đéo lấy ra. Ê. Ok, chạy kìa. Được rồi. Ôi, đi tới xíu nữa. Vòng, đi tới xíu nữa. Tới xíu nữa. Chết kìa. Vô. Đang giết đó, lift đi. Ôi. Nó không thấy mình đâu mày. Em không muốn lấy góc sai, bắn khó quá. Hay rồi. Dở quá. Má mày bắn góc xe đi, nhận cực thiệt. Ủa lấy góc sai, chán nhé. Quả đây mình nên trốn đi hơn nhỉ. Bắn đi đằng sau, dở quá. Không sao, không có gì. Bình tĩnh. Chị này thương quá. Alo, em xuống ăn cơm đây. Alo. Em xuống ăn cơm, ăn cơm xong lên nhá. Hai anh em đùa xíu ha, 5 phút nữa vô ăn cơm. Năm phút nhá, ok. Ok anh em con em tắt clip mấy phút nữa? Ừ, có 5-10 phút nữa.